rồi lại cho lên mà mày không chỉ. Xuống giờ, xuống nhiều. Khi nào ghen chuông là đúng giờ đi học. Có chỉnh chế độ giờ rồi. Lèo này hơi cao. Nhưng mà chút là gắn 6 nữa mà. Đây là cắt xuống diều để chỉnh lèo phải không? Chứ không phải thu về, thu dây về. Xíu đâm mà. Đi xuống đi, xíu xuống đó đâm luôn. Thì xuống đó đâm luôn. Ý này là ghi dây cho nó xuống dưới luôn. Là chỉnh lèo ngay chỗ đó luôn á, chứ không có cần. Đây là xuống xuống dây để chỉnh lèo. Cẩn thận nha, coi chừng đâm nha. Đây là bắt tay nha mọi người. Hạ diều xuống từ từ để nó không có đâm. Ù, nghiêng thôi. Rồi cao. Cao vậy chỉnh sao? Ồ, chứ không phải mình chỉnh luôn hả? Kệ nó, chúng bay lên là nó hết vậy.